Đây là quán phở Thìn 13 Lò Đúc này. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái cách hai nhà vẫn có chỗ ngồi ăn. Tại vì đông quá, thường ngày xưa thì vợ chồng Dương đến đây ăn thì hay ăn ngồi ở nhà bên này. Đấy. Còn nhà kia cũng được, nhà kia thì các bạn chui vào cũng được thôi. Các bạn vào cũng có chỗ ngồi cho các bạn. Đấy. Nhưng mà phở đây đặc biệt là phở trả tiền trước hay trả tiền sau thì mình không nhớ. Không cần giải trước hả? Mấy ông ở đây ông đến ăn không hay gọi thêm này? Gần đấy. Gần biết này. Đấy. Đây là phở Mì Ba Lò Đúc. Ủa gọi ông già xịn luôn. Đi xe máy à? Khẩn, anh đi bộ mà. Anh đi xe buýt xong anh đi bộ ba phố, anh quay bao nhiêu buổi sáng rồi. Anh đi theo ẩm thực ở chỗ công viên gì đấy. Đi đi. Lên này. Đi vô gầy bớt. Có đi bộ không khỏe à? Để gặp được là một chuyện lạ có thật. Đéo là nghĩ gặp được xe buýt đấy. Ẩm thực hôm nay là hai lần, một lần quay thật, một lần live stream công viên Đồng Nhất. À, hôm nay ăn nhưng mà nó chả có gì đâu. Lúc nãy nó đang bày cái cắm hoa quả, hoa kéo gì, không có gì cả. Đây. Một thôi. Một tách có trứng. Có trứng không? Có. Anh ăn quẩy không? Gọi em nhá. Thôi không cần. Hay ông không không chỉ hết một kia. Ông không chỉ đâu. Đúng rồi, ở đây nó khác đúng không? Ông còn không biết ở đây giống kiểu nào. Thế à? Ăn đúng thì là lên cổ tấn. Được rồi. Tôi vẫn ăn đấy, tôi thấy bình thường. Ừ. Thế à? Mới mở đấy. Chỗ Hùng Vương nhỉ? Nó chính. À của mình ăn ở chỗ Duy Tân. Không phải Duy Tân, cái gì ở phố ở Nghĩa Tân, gọi phố đi. Phố Nghĩa Tân thì chắc có cái gì này. Thì anh lên thử. Ok. Em bọn em ở đấy mà ra ở đây mà ra. À đây à? Em muốn ngồi. Ừ. Đây vẫn là đầu tiên rồi. Mình ăn cảm giác vị đây vẫn khác. Khác. Nó tắt. Hoặc có thể là nó cái bếp bùng nha. Mọi người cứ bảo là đi ăn chỗ khác nó thì nó đúng, nó sự thật. Ăn hết quan rồi. Chuẩn là ông này gần nhất là ở chỗ 37 Hùng Vương ấy, nhà khách ấy. Không, nhà khách anh cũng ăn cái đó chủ. Ông cũng là ông này mở. Không phải, thằng đấy là cái thằng nó đấy nó lịch ông ấy. Ông lùn mà đứng đội mũ phớt. Đợt đầu hay đứng. Thì đấy nó lịch ông, nó đến lịch ông xong nó mẹ nó là đắng mẹ thương quyền luôn. Cái thằng chỉ danh. Anh bắt ở xa cả. À, bắt. Ăn nhá. Nhiều đấy nhỉ. Ông đi làm cốc cà phê. Không. Ăn đi luôn à? Quay luôn. Anh sao anh em cứ đi đi. Anh có kêu anh chết à? Đây thông tin anh phải sang bên Riverside. Bây giờ mấy giờ rồi? 11:30. Nó 11:30.
nói chung là ở đâu bây giờ phở người ta nấu thì cũng có gọi là trình độ rồi, ngon thấp luôn. Chúng chả gì đánh giá được, hơi thầm cập tí. Chứ nếu muốn ăn phở trong sạch thì vẫn phở Thìn Bờ Hồ thì vẫn có cái hay, nhưng mà ăn phở kiểu này vẫn có cái hay riêng, nó vẫn có tệp khách hàng riêng nó, đúng không? Thìn Bờ Hồ phải ăn vào trong cái ngõ, cái nhà đấy, ngõ tuổi quá nhúc tuy giờ đấy, bán đúng hai loại tái với chín hết. Ô mình vợ chồng mình vào đấy ăn mưa. Cà phê ở ngoài cũng ngon, cũng là nhà lâu năm này. Cái mặt ngoài á. Để anh ăn. Đã xong này đã. Quẩy cứng. Giòn. Đấy rất là sạch. Đấy, ớt yếp. ABC rất là sạch. Chanh trùng. Nhưng mà mắm. Nói chung là được cái sạch. Ăn ok. Nhưng muôn đời tôi ăn ở đây tôi cứ là phải có thêm nước mắm. Hôm nay lúc đi lễ hội ẩm thực ấy, tưởng có phở, định vào cái review. Và đây có bán phở rồi. Phở cuốn. Nó hôm thì là nhiều, có hôm thì Hàn Quốc, có hôm thì Việt Nam. Hôm nay là lễ hội ẩm thực của nước nào? Trong đấy nó hay bán đồ ăn nhẹ đồ ăn kia. Chủ yếu là nó làm để thu hút khách đến công viên đây hả? Ủa, hà lội, hà lội. Cái bà bảo đừng quay. Không mãi tao nhìn ra. Đang ngồi lại đấy, vừa ngẩng lên. Ngon ngon ngói thì thấy ông áo xanh. Thích thích dương nhà mình. Sao không ạ? Đang thang từ 7 đến 8 giờ này. Vợ chồng
Tôi đứng dậy đâu này. Vừa chơi soạn gặp ông khán giả đi xe ôm, tiền vô vài Dương Béo mình đi mang giật mình từ ngày xe ôm á, giờ xem mình á. Bảo làm gì mà em đang đi quay. Quay phố phường. Bây giờ cuối tuần Hà Nội nó nhiều chương trình. Các nơi. Còn bên Ocean Bạc ấy, nó cũng hay có nhiều cái năng năng. Bây giờ cuối tuần nó phải làm chương trình thì dân nó mới sang chứ. Nhưng mà chính là đi cái xe buýt của đấy hay. Đi xe buýt nào sạch. Đi xe buýt nào sạch. Văn minh lịch sự. Không như ngày xưa đâu. Quay đúng format nó nên như vậy. Là phải hút vậy. Không. Anh đang bỏ thua. Cứ đi đi. Anh còn phải làm ở đây nữa. Đây. Đây là quán đấy, quán chính đây. Vừa ăn xong xong ra đấy. Đấy. Lúc một lúc một thì là để vừa ăn xong. Đấy. Chính như thế. Cách hai nhà. Sâu vào nhà. Đông rồi. Đấy, vừa ăn xong trong quán phở tìm thì vào đúc. Mọi người phải đứng ngoài này. Đấy. Đứng ngoài nhìn.